khi mình không ngờ tới quý vị, mấy cái cục đam 200 này mình nghĩ công suất nó không có khỏe tới như vậy quý vị. Nó công suất nguồn nó chỉ có 255W thôi. Ra lo như nó hơn 100W bên. Nhưng mà quý vị thấy nó đánh căng đét luôn. Cái loa bass 25, một cái đôi trên là của Đài Nông bass 25 và đôi dưới là loa AB lo full hàng bãi China, nó bass 25 vậy mà nó đánh được là hai đôi này luôn quý vị, và quý vị nghe cái tiếng nó là căng đét luôn. Đó, nhiều khi mình cũng không có suy nghĩ là anh em, nếu mà anh em ghép về dựa công suất thì chắc anh em không có thể nào mà ghép ra được cái bộ này quý vị. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Đó, em nói một cái cái mid bass tôi vì nó gần cái nó là phòng nó rung luôn ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em đang đứng cách loa 1 mét quý vị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiếng rất là tuyệt vời vậy ha. Đam A200 giá chỉ có 2 triệu 7 một con thôi quý vị. Tiếng rất là tuyệt vời ha. Anh em mà đánh những đồ loa như bầu, những đồ dòng Pioneer, loa hát karaoke quý vị, đánh thì tuyệt vời rồi, căng đét này ha. Chơi hai đôi bass 20 rất tuyệt vời, giá chỉ có 2 triệu 7 thôi, không cần là phải đầu tư quá nhiều quý vị, sự là rất hợp lý với cục đam A200 này. Đó, với cái mẫu mã, cái thiết kế cũng đẹp hơn những cái dòng đam 100 nữa quý vị nha. Đó, mà giá nhỉnh hơn, không có nhiều hết. Rồi, anh em nào hợp nhãn thì liên hệ với em. Một bộ vàng như thế này để em cộng tiền rồi quý vị, để sẵn em nói luôn. $2 một con đam nó tầm 15 triệu quý vị, nguyên bộ vàng này $2 bát 25, con đam, một con quan cơ và một cái mic AAB, tiếng rất là tuyệt vời luôn ha quý vị. Cá hát karaoke phòng 30 mét vuông, tầm giá chỉ có 15 triệu thôi. Thật sự là khó khó để ghép ra một cái bộ vàng cái tiếng chất tiếng nó hay như vậy. Mà nói chung cái giá thì anh em có thể ghép được rẻ hơn, nhưng mà quan trọng cái chất tiếng là nó được như vậy không, phải như vậy trở lên thì chúng ta hát mới hay quý vị, rất tuyệt vời luôn đó. Rồi, em xin kết thúc video tại đây, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, xin cảm ơn.